Thưa quý vị và các bạn, như vậy là sau 15 ngày kể từ khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, thì vào sáng sớm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả thi tốt nghiệp. Nhìn vào phổ điểm năm nay thì cho thấy về cơ bản là ổn định, không có sự xáo trộn quá lớn so với năm trước, ngoại trừ môn tiếng Anh và lịch sử. Và hãy cùng chúng tôi nhìn vào phổ điểm cụ thể của một số môn. Ví dụ như với môn toán, kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán của cả nước năm nay cho thấy có hơn 982.000 thí sinh tham gia làm bài thi. Trong đó, điểm trung bình là 6,47, điểm trung vị là 6,8, điểm số mà có nhiều thí sinh đạt nhất ở môn toán là 7,8 điểm. Số thí sinh có điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 165, chiếm tỷ lệ 0,02%. Và số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là hơn 186.000 em. Còn ở môn ngữ văn thì có hơn 981.000 thí sinh tham gia làm bài thi môn này. Trong đó điểm trung bình là 6,51, điểm trung vị là 6,5. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất ở môn ngữ văn là 7 điểm. Và số thí sinh có điểm dưới 1 là 194, chiếm tỷ lệ 0,02%. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là hơn 113.000 em, chiếm tỷ lệ 11,6%. Đáng chú ý ở môn lịch sử. Ở môn lịch sử thì có hơn 659.000 bài thi, trong đó điểm trung bình là 6,34 điểm, điểm trung vị là 6,5 điểm, điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7 điểm và số thí sinh có điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 là 83, chiếm tỷ lệ 0,01%. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình môn sử là hơn 127.000 em, chiếm chỉ tỷ lệ là 19,34%. Và nếu như năm 2021 chỉ có 266 điểm bài thi môn sử đạt điểm 10 và số điểm 8 trở lên là 5,44%, thì năm nay có tới hơn 1.700 điểm 10 và tỷ lệ thí sinh đạt điểm 8 trở lên là 18,1%. Ở môn cuối cùng chúng tôi phân tích là môn tiếng Anh thì năm nay đã có sự điều chỉnh rõ rệt so với năm ngoái. Nếu như năm ngoái tỷ lệ bài đạt điểm 8 trở lên là 18,3%, thì năm nay tỷ lệ này là 11,9%. Có hơn 866.000 thí sinh đã tham gia làm bài thi môn tiếng Anh và trong đó điểm trung bình của môn này là 5,15 điểm, điểm trung vị là 4,8 điểm và điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,8 điểm. Số thí sinh có điểm dưới 1 là 423, chiếm tỷ lệ 0,05% và số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là hơn 446.000 em, chiếm tỷ lệ 51,56%. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia cũng chỉ ra nguyên nhân phổ điểm năm nay vì sao đều và đẹp ở các môn toán, lý hóa hay sự thay đổi ở phổ điểm hai môn lịch sử và tiếng Anh. Môn sử, nếu như chúng ta nhớ rằng là những năm trước đây ấy, thì phổ điểm nó bị lệch về bên trái và số em ở dưới điểm trung bình rất nhiều. Nhưng năm nay thì phổ điểm môn sử thì lại lệch bên phải. Nguyên nhân của cái việc lệch phổ điểm này thì theo tôi, phổ điểm nó cho ta biết một điều gì? Là như vậy chứng tỏ rằng là chúng ta đã thay đổi cách dạy, cách học và đặc biệt là cách ra đề môn lịch sử. Đấy. Không phải là bắt học sinh phải nhớ những số liệu khô khan nhiều quá, mà quan trọng là anh hiểu được các sự kiện lịch sử. Các cái thành phố lớn cũng như các cái nơi mà có cái tiềm năng về du lịch thì ta thấy rằng là ở đó người ta tập trung tiếng Anh, cho nên cái việc mà phân bố của tiếng Anh năm nay có những cái tích cực của nó và chúng ta cũng thấy rằng đây là những cái cảnh báo để chúng ta tìm cách nâng cao cái việc dạy học kiểm tra đánh giá tiếng Anh. Thì chúng ta cũng đánh giá được về cái mức độ, cái kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông của các cái địa phương trên toàn quốc. Và có thể thấy là những địa phương như là Vĩnh Phúc, như là Hà Nam, Nam Định vẫn là đất học. Ở điểm hầu hết tất cả các môn thì có phổ điểm rất là tốt và đặc biệt là còn là tương đối sát với học bạ. Thế còn những cái điểm như là vùng đồng bằng sông Cửu Long, những cái tỉnh miền núi phía Bắc hoặc là ở miền Trung, ở Tây Nguyên thì như vậy là có cái sự chênh lệch giữa cái điểm thi trung học phổ thông với học bạ nó nhiều hơn. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông như hiện nay thì tôi thấy rằng là các trường đại học có thể dùng để tham khảo, dùng là một cái điểm tựa để mà xét thi tuyển sinh.